Mẹo giúp con mọc răng không bị sốt, hiệu quả liền tay, mẹ cần học hỏi. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải trải qua giai đoạn mọc răng, và nếu mẹ không muốn con quấy khóc thì hãy áp dụng một số mẹo giúp con mọc răng không bị sốt bằng những phương pháp dân gian dưới đây nhé. Mọc răng được xem là một trong những cột mốc phát triển quan trọng của trẻ sơ sinh và đánh dấu sự trưởng thành của con. Đây là hiện tượng hết sức bình thường. Tuy nhiên, mọc răng thường đi kèm với những cơn sốt cao khiến trẻ mệt mỏi, bỏ ăn, lờ đờ, dẫn đến sức khỏe suy giảm đáng kể. Đây chính là lý do mà từ khóa mẹo giúp con mọc răng không bị sốt chưa bao giờ hết hot trên các diễn đàn. Những biểu hiện khi trẻ mọc răng. Trẻ sơ sinh đến giai đoạn mọc răng thì sẽ có những dấu hiệu cơ bản như sau. Chảy nhiều nước dãi hơn bình thường, trẻ bị ngứa răng và thích cắn, lợi có biểu hiện sưng đỏ, có thể bị tiêu chảy ra phân nhão, sệt khoảng 3-4 lần một ngày, bé bỏ ăn hay quấy khóc, sốt cao 38,5 độ trở lên. Thường thì quá trình bé mọc răng sẽ diễn ra theo quy luật. Khi trẻ được 6 tháng tuổi thì cũng là lúc trẻ mọc chiếc răng đầu tiên, cụ thể là mọc hai răng cửa dưới rồi đến hai răng cửa bên trên. Sau đó bé sẽ mọc tiếp răng nanh và răng hàm trên. Tổng cộng bé sẽ mọc 8 chiếc răng đầu tiên trong vòng 1 năm đầu đời, và đến khi trẻ 2-2 tuổi rưỡi thì sẽ mọc đầy đủ 20 chiếc răng sữa. Mẹo giúp con mọc răng không bị sốt cực kỳ hiệu quả. Việc trẻ mọc răng kèm theo bị sốt là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, nó dễ khiến cho con suy giảm sức khỏe, mệt mỏi, khó chịu. Vì vậy, để giúp trẻ mọc răng nhưng vẫn khỏe mạnh thì bố mẹ hãy áp dụng một số mẹo giúp con mọc răng không bị sốt dân gian như sau. Lá hẹ, vị cứu tinh giúp trẻ mọc răng không bị sốt. Lá hẹ có tác dụng diệt khuẩn và chống viêm rất tốt, nên được sử dụng rất nhiều khi bé mọc răng. Khi mẹ thấy trẻ có những biểu hiện mọc răng như chảy rớt dãi hay cắn, mút tay thì hãy dùng lá hẹ rửa sạch, cắt nhỏ, giã nhuyễn rồi vắt lấy nước cốt. Sau khi cho con bú khoảng 30 phút thì mẹ dùng gạc quấn quanh đầu ngón tay, thấm nước cốt lá hẹ bôi lên vùng níu đang sưng đau sắp mọc răng của bé. Đây là mẹo dân gian dễ thực hiện và lại có tác dụng cực kỳ hiệu quả đấy mẹ. Gặm chân gà luộc. Đây cũng là một trong những mẹo giúp con mọc răng không bị sốt vô cùng hiệu quả và đã được nhiều mẹ bỉm sữa áp dụng thành công. Cách làm như sau, mẹ mua chân gà loại vừa về rửa thật sạch và luộc khoảng 15-20 phút cho chín hoàn toàn, để nguội bớt rồi cho bé gặm. Lưu ý là mẹ cần quan sát bé gặm chân gà để tránh xương gà tróc ra khiến bé bị hóc xương rất nguy hiểm. Ăn quả mãng cầu ta. Phương pháp dân gian này đã có từ rất lâu đời và được nhiều mẹ bỉm sữa áp dụng thành công. Khi thấy trẻ có dấu hiệu mọc răng thì hãy cho bé ăn quả mãng cầu ta. Mẹ nhớ bỏ hết hạt, tách thành các múi nhỏ để bé ăn không bị hóc. Vị ngọt của mãng cầu sẽ xoa dịu vùng níu xương đau của con, và đến khi con mọc răng thì sẽ không bị sốt. Rơn níu bé bằng đậu xanh. Đậu xanh là một loại ngũ cốc rất giàu dinh dưỡng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Đậu xanh có tính mát, thanh nhiệt, giải độc, trừ nhiệt, giảm đau sưng. Chính vì vậy, đậu xanh vô cùng thích hợp để giúp ngăn ngừa nguy cơ trẻ bị sốt khi mọc răng.